gì? Muốn cái gì mới được chứ? Đi chơi hả? Thì muốn đi chơi hay sao? Hả? Sao con muốn đi đâu hồi đó? Nói mong nghe, con muốn gì? Hai đi chơi không dắt con đi hả hay sao? Đi chơi không? Ăn không? Ăn không? Con muốn gì nói, ngồi xuống nói đàng hoàng. Muốn gì? Con muốn gì? Nói. Ôi sao khóc vậy? Sao em khóc vậy? Gì vậy con? À ba không cho con xuống dưới chơi hả? Ok mà mở cửa cho con xuống chơi nha. Trời đất ơi. Nhỏ nó khóc nè. Ok, để mà mở cửa con xuống chơi nha.